Nguyễn Thị Thanh. Đúng rồi. Già mà vẫn nhớ được ngày tháng năm sinh chuẩn ha. Ôi rồi, đấy là mẹ nhớ rồi. Chỉ cho. Cô này mà không có cái sao triệt tại mệnh thì nổi tiếng lắm. Thế hả? Không có triệt tại mệnh thì nổi tiếng và giàu có. Triệt tại mệnh là sao? Triệt là bị che mắt. Số mình là triệt là bị che mắt này. Mặt trời gặp áng mây che. Mình là một cái người rất là giỏi giang về tử vi thiên phủ của mệnh đều thế biểu hiện. Số làm chủ, làm giàu, có quyền lực, chức sắc. Nhưng vì triệt mệnh thì nó hạ bớt của mình. Bây giờ thầy nhờ thầy hóa giải. Cô làm nghề gì ngày xưa? Cô làm nhiều nghề lắm rồi. Ngày xưa thì cô đi dạy học. Xong rồi cô bỏ học, bỏ dạy học thì đi buôn bán làm ăn. Nói chung cũng làm 2-3 nghề rồi. Đã từng rất giàu chưa? Đã từng rất giàu rồi. Thì mệnh vua mà. Mệnh tử vi thiên phủ. Nhưng triệt, triệt là có rồi ấy. Thăng trầm. Cái thứ hai nữa là trong người mình có cô thần và ông thần chiếu. Đi ra là hay bị ma theo phá trục trặc. Và cung chồng là có địa kiếp đóng đây nữa là vợ chồng không có số đoàn tụ đến cuối đời. Nếu mà cứ ở gần nhau là không tách nhau ra là ông ấy sẽ đi sớm. Cung tài bạch lại có phục binh nữa. Phục binh nó cũng tài bạch là mình hay bị rình rập, trộm cắp về tiền tài, cướp đoạt, tượng đoạt. Bị lắm lừa. Ăn chặn, ăn bơi, người ta lừa mình về tiền. Lại có địa không đóng đấy nữa, nhanh lắm nó lừa phát mất luôn. Cung quan lộc thì cái mình là người làm nghề gì cũng xuất sũ giỏi hết. Bởi vì liêm sinh thiên tướng là 2 sao đất vượng làm cung quan. Rồi thân cư phúc đức cũng là người có tâm, lo lắng họ hàng anh em là thịt. Nhiều người để mình trong họ có quyền là cô cũng đứng để chọn. Nhưng giờ không có tiền cũng chả ai nể đâu. Thế thì mình năm nay là 59 tuổi, rơi vào đại vận 54 trở ra là từ 54 đến 59 là có sao thiên lương. Là sao mà phải chịu khó tu tập đạo Phật từ năm 54 thì tốt. Kinh đạo kinh tỏ mò nha. Từ nay trở đi về tu tập cho tôi. Hai, ở vận này mình có cái sao hỷ thần nên là niềm vui sẽ sớm trở lại với mình. Bắt tay thầy. Đúng như thế thì để tạ ơn thầy. Niềm vui khổ quá sẽ, được thầy có nói cũng là sướng. Niềm vui sẽ sớm quay lại. Sớm là rơi vào năm nào thầy? Năm sang năm đã khác rồi. Sang năm mình đã thấy có niềm vui rồi, đã vui một chút rồi, có tin hỉ rồi, mọi thứ nó sáng lên. Năm nữa lại nhà đất lại có tin vui, tranh chấp nọ kia sẽ được phát giải. Năm 61, năm 62 thì đã tốt. Hết bao giờ hết nợ thầy? Hết nợ lần thì trong cái vận này sẽ hết thôi. Sẽ muộn nhất là năm 63. Chứ tâm là sẽ người ta vay người ta sẽ trả, không nhiều không hết thì cũng không phải nợ. Trong lá số này cung nô bộc có sao thiên lương là cái sao người ta cũng tử tế, chả qua là đường nó chứ người ta chưa gặp may đâu, chứ người ta không có thành ý giật mình, không có chiếm đoạt, còn mình thì cũng không thành ý giật ai, bây giờ chỉ cầu người ta trả mình thôi. Thanh toán thì có không thầy? Nói rồi, trong vận này sẽ có tin vui trở lại. Thế hả? Thầy con cái phải. Con tuổi Tức thì cô mấy người con? Có 2, một trai một gái. Gái sinh năm 83. Gái 83. 1983. Trong lá số này cung con tại Tỵ thì cũng là rất sáng, thông minh, giỏi giang. Nhưng có sao Tuất trong đấy thì không hợp cha mẹ lắm. Đứa nào nói nó cũng cãi hả? Còn mà thằng con trai thì sinh năm 1999 thầy. Lúc nãy buồn quá định đăng ký để xem cho nó, không xem cho mình vì chán đời rồi. Thế nhưng mà bảo thôi để xem mẹ rồi. Xem lại hay là mình vui trở lại rồi. Cô hơi xấu một tí là cô sinh ra âm dương nghịch lý, bản mệnh khắc cục.
là sinh ra nghịch âm dương nghịch ngũ hành, thế là cuộc đời là khác nhau. Như một nốt nhạc cứ nền xuống nền xuống hả? Lại bị trật mệnh, lại bị che mắt nữa. Lại không tên gì, lại có công thần, cô thần theo. Thế bây giờ theo thầy thì có cần phải hóa giải không? Nếu có hóa giải thì hóa giải những cái vong thần cô thần này này theo mình, để cho người ta đừng tác động vào ý chí của mình. Hết nhiều tiền không thầy? Chẳng thầy. Nói thật với thầy, nãy giờ không có tiền thì ra phải hỏi thầy. Thầy thông cảm, con lại bảo rằng là đi với đi thầy mà lại còn hỏi tiền nhiều hay ít. Việc giải vong hay gì cho mình là đấy là giải nghiệp của mình. Thầy chỉ giúp. Dạ. Còn nghiệp mình thì trả. Đúng rồi, vay mình vay là mình phải trả. Nghiệp mình thì trả, thầy sẽ giúp chỉ cho mà giải. Đấy, nhờ thầy chỉ giúp á. Bây giờ theo thầy thì thầy chỉ giúp nhưng cách nào để mà đi về? Bây giờ không tự giải, không nhờ thân đến thầy giải thì thầy nói rồi, về tụng kinh gõ mõ cũng là một cái để giải thoát mà. Có cũng tụng kinh gõ mõ. Đáng lẽ là từ năm 4 đến năm 63 cứ tụng kinh gõ mõ thì sẽ niềm vui sẽ trở lại. Nhưng mà chỉ đã gõ chuông thôi, không được gõ mõ ở nhà phải không thầy? Không, trái cấm. Thế cái bà kia hôm qua bà ấy lại bảo thế, bà gõ nhà gõ mõ ở nhà mà ma nó theo. Bớt quạt. Thế theo thầy thì bây giờ nếu như mà thầy nói cô là phải hóa giải, là hóa giải như thế nào thầy? Thầy chỉ giúp. Đã theo là theo tới luôn. Để còn về thì để cho số điện thoại có con em dâu nó ở Hà Nội. Đợt đi ra Hà Nội nó dẫn đi xem vớ xem vẩn. Được rồi, bảo đấy hả? Hôm nay thì ta đi thầy tao anh người ta về ta chia cho số điện thoại. Thầy ghi thế nào đi? Đấy, một là tự nhờ bên thầy giải, hai nữa là tụng kinh gõ mõ rồi cũng cháy hết. Bên thầy là cái gì đây thì thầy ghi thế nào đi? Thầy ghi trợ lý thầy nó biết. À thế ạ. Ra mình chuẩn các bạn đấy. Rồi, cảm ơn thầy nhiều nha. Rồi bắt tay thầy lên đây. Khi nào sướng thì...